Đây là Đài Truyền thanh Hiệp Hòa. Đây là Đài Truyền thanh Hiệp Hòa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Hiệp Hòa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 89,2 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hiệp Hòa kiểm điểm tiến độ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022. Sức sống mới ở vùng quê cách mạng Hiệp Hòa. Nho hạ đen, hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, phóng viên Danh Thơm có bài viết Huyện ủy Hiệp Hòa đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác cho thế hệ trẻ. Chuyên mục Bảo hiểm với người lao động, phóng viên Mai Anh có phản ánh, nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 5, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo huyện. Trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện xác định công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng và quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến hết ngày 23 tháng 5, toàn huyện đã vận động được 392 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 76% kế hoạch tháng cao điểm. Một số xã đạt cao như Hoàng An đạt 150% kế hoạch, Hoàng Lương đạt 178% kế hoạch, Ngọc Sơn 163% kế hoạch, còn 6 xã chưa đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo và trưởng ban chỉ đạo các xã thị trấn đã tập trung thảo luận, đưa ra những thuận lợi khó khăn và những cách làm hay của các địa phương để cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch giao trong tháng cao điểm. Okusaki Bắc Giang là một trong những đơn vị chuyên cung cấp ghế massage và máy chạy bộ chính hãng mang thương hiệu Okusaki Nhật Bản. Hiện tại, Okusaki đang triển khai chương trình ưu đãi cực lớn, đồng hành cùng SEA Games 31, mua 1 được 3, mua ghế massage nhận ngay xe đạp thể thao siêu xịn. Chương trình được áp dụng từ ngày mùng 2 đến 31 tháng 5, cơ hội dành cho 20 khách hàng may mắn và nhanh nhất, giảm giá đến 55% với tất cả các dòng ghế massage cao cấp, nhận ngay xe đạp thể thao cùng bạt phủ ghế chính hãng, giảm đến 43% với tất cả dòng máy chạy bộ, nhận ngay bàn xoay eo và cân điện tử Bluetooth. Giảm giá đến 43% khi mua xe đạp thể thao tặng ngay cân điện tử. Quý khách hàng hãy đến ngay showroom Okusaki Bắc Giang để sở hữu ngay chiếc ghế massage, người trợ lý cho sức khỏe vàng cùng chiếc máy chạy bộ đa năng. Showroom Okusaki, số 55 đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Liên hệ số điện thoại 0846 661 518 để được tư vấn miễn phí. Mừng sinh nhật 16 năm, Viettel Store tung nhiều phần quà ưu đãi khủng. Hè đến, chơi tới bến với cơ hội vi vu du lịch mỗi tuần khi mua sắm các sản phẩm cao cấp bảo hành chính hãng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Sinh nhật tới, đừng để ưu đãi rơi tại Viettel Store. Smartphone giá tốt nhất, hiệu năng cực chất. Nhận siêu phần quà là một chuyến đi du lịch cực chill. Còn chần chờ chi? Điện thoại iPhone chính hãng giá cực tốt, chỉ từ 11.590.000 đồng. Siêu phẩm Vivo V23e, selfie tự nhiên, tự tin nét riêng, giảm tới 1.800.000 đồng. Phá đảo mọi trải nghiệm, tận hưởng cơ hội vi vu du lịch cùng Samsung Galaxy A33 5G, ưu đãi hơn 2 triệu đồng, giá trị 6.540.000 đồng khi mua kèm gói cước. Đặt trước sản phẩm Redmi 10 5G từ ngày 7 tháng 5 đến 19 tháng 5 với mức giá chỉ từ 4.790.000 đồng, tặng ngay bộ quà trị giá đến 2 triệu đồng, áp dụng trả góp 0%. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1800 8123 hoặc truy cập website viettelstore.vn. Sinh nhật cực cool, vi vu du lịch thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Hiệp Hòa xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.